loài nào sở hữu bộ não to nhất thế giới? Voi à? Không phải, đó chính là cá nhà táng. Cá nhà táng có bộ não lớn nhất thế giới, bộ não nó nặng tới 8 kg. Tất nhiên, não nó to hơn rất nhiều lần so với não của voi, bởi não voi chỉ tương đương não con người là 1,4 kg. Sở hữu bộ não to là thế, nhưng chỉ số IQ của nó cực thấp, thấp hơn rất nhiều so với cá heo và cá voi. Làm cách nào để những con linh cẩu có thể phân biệt địa vị cao thấp của mình trong xã hội? Tất cả đều phụ thuộc vào cái đốm này. Các đốm nhìn có vẻ giống nhau, nhưng hoàn toàn khác xa ở mỗi con. Nói dễ hiểu hơn, các đốm nâu đen này được phân biệt giống như vân tay của con người vậy. Linh cẩu đốm dựa vào đây để biết thứ bậc của nó trong đàn, biết được con nào đầu đàn, con nào chỉ huy, con nào là lính tép. Loài động vật có vú nào ngủ ít nhất trên hành tinh này? Đó chính là loài voi. Một giấc ngủ của voi chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ trong một ngày đêm. Cho nên, nó là loài đang nắm giữ kỷ lục ít ngủ nhất trên hành tinh này. Điều đặc biệt hơn, ngủ ít nhưng lại không hề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của voi. Đây là điều thú vị, thu hút các nhà khoa học lâu vào nghiên cứu, bởi vì voi không bị thiếu ngủ. Cá sấu, ngay cả đồng loại của nó mà nó còn ăn thịt. Cho nên, khi nói đến một điều này, chắc bạn sẽ khó tin. Có một loài vật cá sấu không bao giờ động tới. Đó chính là loài chim tâm. Những con chim này sẽ được cá sấu há miệng chào đón chúng đi vào bên trong. Nhiệm vụ của chim tâm sẽ giúp cá sấu loại bỏ những phần thịt còn mắc kẹt trong răng cá sấu sau bữa ăn. Nếu cá sấu không nhờ những con chim tâm này lấy thịt mắc ra, vi khuẩn sẽ phát triển mà phá hủy hàm răng của cá sấu, gây ra nhiều cơn đau răng cho nó. Ngược lại, với chim tâm, nó vào hàm cá sấu xỉa lấy thịt thừa thì với nó, đó là những bữa ăn miễn phí. Đây là một sự hợp tác khó tin, đôi bên cùng có lợi. Và có thể nói, cá sấu không những không dám làm tổn thương chim tâm, mà còn xem chim tâm là bạn tốt của nó. Loài vật nào là nỗi khiếp sợ nhất đối với sư tử? Ngay cả sư tử cũng chính là nạn nhân của nó. Trâu rừng à? Trâu rừng tuy nguy hiểm, nhưng nó vẫn nằm trong bữa ăn hàng ngày của sư tử. Vậy thì voi? Voi tuy to, khỏe, nhưng sư tử vẫn tìm cách săn voi con. Loài vật làm cho sư tử sợ nhất chính là rắn mamba đen. Rắn mamba đen là loài rắn cực độc. Tốc độ di chuyển xếp vào hàng ngũ nhanh nhất thế giới, 11 km/h. Nọc độc của rắn mamba đen có thể hạ gục bất kỳ con sư tử nào, kể cả sư tử đực hung mạnh nhất. Cho nên, nếu gặp loài rắn này ở bất kỳ đâu, sư tử cũng phải bỏ đi nơi khác. Nhưng cũng có lúc sư tử sơ ý và trở thành nạn nhân của rắn mamba đen. Chẳng hạn như con sư tử đực này, nó đang gồng trân trước nọc độc của rắn mamba đen. Hay như con sư tử cái này đang vật vã với cơn đau sau khi bị mamba đen cắn.